Sáng nay, các lực lượng chức năng của quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng đã khẩn trương triển khai các biện pháp khoanh vùng, cách ly đối với các nhân viên của một doanh nghiệp tại khu vực An Đồn thuộc khu công nghiệp Đà Nẵng khi phát hiện 2 ca nghi dương tính với SARS-CoV-2 làm việc tại đây. Các ca nghi dương tính làm việc tại 2 tòa nhà của Trung tâm Hạ tầng mạng miền Trung có trụ sở đóng tại An Đồn thuộc khu công nghiệp Đà Nẵng tại quận Sơn Trà. Nhằm nhanh chóng khoanh vùng không để ảnh hưởng đến các doanh nghiệp khác trong khu công nghiệp, các lực lượng chức năng của quận Sơn Trà đã nhanh chóng truy vết, lấy mẫu hàng trăm người làm việc tại 2 tòa nhà của đơn vị này và đưa đi cách ly tập trung các trường hợp tiếp xúc trực tiếp. Trước đó, khu công nghiệp này từng có ca F0 lây nhiễm cho nhiều người khác và khiến một số doanh nghiệp phải tạm dừng hoạt động trong nhiều ngày. Vì vậy, ngay khi phát hiện có ca nghi nhiễm mới liên quan đến khu vực này, các lực lượng chức năng của thành phố Đà Nẵng đã khẩn trương triển khai các biện pháp để khống chế dịch, không để lây lan cho hàng ngàn lao động đang làm việc tại đây.